Chào các bạn đã ghé thăm kênh Nhịp Cuộc Sống Tại Đất Nước Papua New Guinea. Hôm nay là mình vừa đi chợ về chợ của người bản địa ở Kyunga. Thị trấn Kyunga này nằm ở tỉnh Western. Từ chỗ ở của dự án đến chợ thì mất khoảng 10 phút thôi, không có xa. Mình mua được một vài loại trái cây yêu thích, đặc biệt là mình tìm được món chôm chôm. Mình rất là ngạc nhiên luôn. Còn đối với giống cây chu thân gỗ á, thì ở đây nó là cây bản địa chứ không phải là giống mới giống như ở Việt Nam mình. Có bơ nữa nè, rồi có thơm, rồi có hạt ukari. Hạt ukari là cái hạt trong cái túi màu xanh này á, thì ăn nó sẽ có vị giống như là giữa cơm dừa và đậu phộng tươi á. Hai cái mùi vị nó sẽ xen lẫn với nhau rất là ngon luôn. Đối với dành chanh dây thì một tí nữa mình sẽ cắt ra, mình sẽ review cho mọi người xem là mùi vị của chanh dây này như thế nào, có giống như chanh dây ở Việt Nam mình hay không. Một quả chanh dây này mình mua là 1 đồng một quả, rồi cà chua thân gỗ là 1 đồng một quả, bơ cũng là 1 đồng một quả, riêng chôm chôm á thì 1 đồng mình lấy được 2 quả. Còn đối với thơm thì tùy theo cái size trái có thể là từ 5 hoặc là 7 đồng cho một quả. Những cái loại trái cây như bơ là thơm này thì họ trồng ở những cái khu vực là sẽ đi từ Kyunga đi về Tabubil, thì khí hậu nó sẽ mát mẻ, hơi lạnh một xíu, cho nên nó làm cho hương vị của các loại trái cây này rất là đặc trưng cũng như rất là ngon, đặc biệt là thơm thì rất là ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau review món chanh dây nha mọi người. Đối với chanh dây này á, thì tâm lý Nhật nghĩ là thường khi mọi người ăn á, thì mọi người sẽ nghĩ ngay là khi mình cắn một cái miếng chanh dây thì mình sẽ dự tính là nó sẽ có chua, nhưng mà đối với chanh dây này là nó sẽ không có chua nha, nó sẽ ngọt hoàn toàn 100% luôn. Mùi cái hương thơm á, thì nó sẽ ít hơn so với giống chanh dây có vị chua một xíu, nhưng mà dù gì thì rất là phù hợp đối với những người chỉ thích ăn ngọt mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.